Rồi, xin chào các bạn. Đoàn du lịch Vietourist ngày 15 tháng 6 đã về tới thành phố biển Pattaya. Hiện tại đoàn chúng tôi đang ở khách sạn Zom Tim của khu vực bãi biển Zom Tim Land Beach. Khách sạn này đạt chuẩn 5 sao của khu vực Pattaya nhé. Bây giờ coi các thành viên của đoàn du lịch Vietourist chúng tôi đang tắm biển, tắm hồ bơi nè. Đây, hồ bơi rất là rộng nha. Đẹp chưa? Có khu vực những cái ghế để ngồi nè. Rất là mát. Phía ngoài là biển, phía trong này là hồ bơi. Đấy, hai mẹ con nhà của đoàn Vietourist nè đang đứng bên kia kìa. Em đang live stream nha. Suzy ơi, chưa đã hả? Tắm tiếp đi con, còn nhiều thời gian mà. Đấy, công viên rất là rộng. Đây là khu vực hồ bơi dành cho trẻ em nha. Bên kia là quán bar. Đấy. Phía ngoài xa đó là biển nha mọi người. Đấy. Đấy. Mùi hoa sứ thì rất là thơm á. Phía sau đó là khách sạn. Khi mọi người đến với công ty du lịch Vietourist để có cái tour nghỉ hè cùng gia đình mình ở Thái Lan thì chắc chắn là quý khách sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ ở khách sạn 5 sao với hồ bơi rất là rộng và dài nha. Em đang live stream mới chào cái nha. Đã không? Đã không? Mọi người thấy hồ bơi có đẹp không? Đẹp, quá đẹp. Mát không? Với thời tiết ở Thái Lan bây giờ là 34-35 độ C thì tắm hồ bơi còn gì bằng đúng không? Đúng. Hồ bơi không có hết rồi. Hồ bơi không có được, hết rồi. Được chụp hình miễn phí nữa còn đợi gì nữa. Bye bye. Bạn Hoàng Anh ơi, tour này là tour Thái Lan nha. Đang ở thành phố Pattaya, thành phố biển. Đấy, có rất là nhiều người hái hoa sứ để cài lên tóc nha. Ở này là cài cũng biết bao nhiêu hoa rồi mà bơi hồi bay hết hoa rồi. Rồi, rồi mình dạo một vòng vô trong lễ tân của khách sạn nha. Coi lễ tân của khách sạn như thế nào luôn nha. Đấy, công viên ở đây mà các bạn đến để selfie thôi cũng đã rất là đẹp rồi nha. Bên trong của lễ tân rất là nhiều hoa. Đấy, Thái Lan thì rất là nổi tiếng về các loại hoa nhá. Hoa lan là rất là đẹp.
nổi tiếng của Thái Lan là hoa lan nha. Đưa vô nữa. Ủa đâu được cứu đâu. Đây, cái này là gói đi thẳng vào bên trong. Khách sạn này chia ra làm hai khu lớn nha. Khu này là khu A. Đây là sảnh lễ tân của khách sạn. Đấy, được trang trí rất là nhiều hoa bên trong. Đây là quán cà phê. Đấy, được trang trí một hồ cá nước mặn luôn. Đây là lễ tân của khu A nha. Bên cạnh đó còn có khu bowling và 6 quần áo ở trong khách sạn luôn. Đấy. Shop quần áo thì rất là nhiều đồ. Các gia đình nào mà đi biển mà quên mang theo đồ bơi hoặc là chưa mua được đồ bơi, đồ tắm, dạo biển mà phong cách Thái Lan thì mình có thể tới shop quần áo này nha. Rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Giá cũng rất là bình dân thôi, 120 baht thôi, không có cao. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những live stream tiếp theo nha. Cùng theo dõi bước chân của Vietourist khám phá Thái Lan, đi đến những điểm hấp dẫn nha. Xin cảm ơn.